Cái gì đây? Quadra kill. Ok rồi. Mình tích và kết quả tỷ số là 1-2. Quan xa ơi, thua đi quan xa. Xem kè thì chịu khó rồi. Anh thật khó ạ. Rồi. Kèo thì em dễ biết rồi. Ok mà thật ơi à cái tốc độ dominating. Ok nhìn có mấy cái cậu ở trong đấy tôi rửa hết rồi mà không có tháng hả đâu tôi để cái điện thoại cho Sophie. Trời. Làm đi. Điện thoại người ta vẫn đang làm mà. Let's stay in anh em. Sao anh em đặt được là được rồi và trận đấu One Star và Zis Lai chết Long Thịnh này chắc anh vui lắm á vui cái gì bố nè thì các em nhân viên chăm chỉ vừa làm vừa xem ủa thay vào đó sao thật không mở đấu trên anh vọng lên trời no. Thì đang là thua. Nó đang đánh lại 1-2 rồi đây. Thua rồi. Không, Zilalai vào kết đấu với Sài Gòn Tô nó mới có bất ngờ. Chứ mà ta vào thua tiếp lại đó. Phải tin vào dự đoán của tôi. À, trận bố đấy hổ rỡ luôn. Bóp của Zilai hơi tật tí. Ôi tôi chết rồi. Quên mà nhỏ hát rồi. Gương ơi cho tôi được 5.000 một lần. Hay rồi. Rồi đi đâm hết tiền rồi đi thế. Hay rồi. Boom. Có dùng hay không? 5.000. Oh,
tức á. Hôm nay mình sẽ quay Free Fire lên nha. Mai mình sẽ trở lại Mini Trap. Giết nó đi. Ok nha mọi người. Anh em.
cắt cho anh nó này dưới 10 phút. Nên xin luôn cả video gốc của bên nó luôn. À bên kia luôn. Xin luôn cả video gốc bên kia. Ok nha. Dominating. Okay, mọi người.